Tại vì thật ra là chúng ta copy qua mà lên là cũng không có khó lắm. Rồi, cái đề này sửa cái chỗ này một chút. Tí chúng ta có thể mở cái file Word cho anh ta. Thật ra cái đề này thầy đánh đố, nhưng mà thầy thấy là cái đợt đó thầy đánh đố. Để thầy coi thầy ghi chưa nha. Rồi, thầy ghi rồi. Thật ra là khi mà ta làm câu này á, nó bị sai cái chỗ này nè. Nhưng mà cái đề này ghi như vậy thì có nhiều người bị sai. Ghi như vậy chính là nó chỉ bị sai cái chỗ là hồi nãy là cái đề là ghi 500 ngàn. Thật ra cái chỗ này là chỉ 50 ngàn thôi. Đó, đề sai với đó. Và một cái nữa là như vậy. Thường thường để như vậy là đánh lừa học viên một chút. Thật ra cái câu này nếu mà chúng ta ghi đúng thì chúng ta thêm chữ về ở đây nè, về số học viên nhỏ hơn 40 đó, thì chúng ta lưu ý cái khúc này đó, cái đề để sửa cái khúc này cho thầy. Đó, nghĩa là câu số 4 sửa khúc này một chút ha. Ta chú ý. Bây giờ bắt đầu thầy sẽ giảng từ đầu. Thì hôm trước hôm qua là thầy hôm thứ sáu thầy có giảng về công thức rồi, hôm nay thầy lại giảng lại. Giống như mỗi một đề thầy giảng lại công thức. Thì ở đây người ta kêu là chúng ta là hãy điền số liệu cột là tên lớp học dựa vào ba ký tự bên trái của mã lớp và bảng một và tra cái bảng hai bảng một này nè, dựa vào ba ký tự đầu của mã lớp, đó tra lên cái bảng này, dựa vào ba ký tự bên trái. Thì hôm qua là chúng ta có học hàm mà lấy ba ký tự bên trái rồi, thì giờ thầy lại giảng lại nữa nè. Giả sử nếu mà chúng ta muốn lấy ba ký tự bên trái của cái này á, thì chúng ta sẽ dùng là left, đó chúng ta click vô cái ô này lấy ba cái từ bên trái đó. Thì chúng ta thấy tại vì tại sao phải lấy ba cái từ bên trái, ba cái từ bên trái này nó mới trùng với mấy ký tự ở đây. Chúng ta thấy là T, H, E này nó mới trùng ở đây nè. Giả sử khi mà chúng ta kéo công thức xuống nè, nhớ là kéo công thức xuống là đưa con chọn vào ngay đây nè. Chúng ta thấy ở đây ví dụ như T, H, C nè, đó T, H, D nè, thấy chưa đó. Thì thật ra đề người ta cũng nói cho mình luôn rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta tra cú lên cái bảng, tra cú lên bảng hôm qua mình có học công thức là h lookup v lookup rồi. Ta thấy cái mã theo chiều ngang này nghĩa là dùng h lookup lấy cái tên lớp là hàng thứ hai, h là hàng mà, nên là đây là chúng ta nhớ là chúng ta sẽ dùng hàm h lookup nè. Thầy do hôm qua thầy có dạng rồi, hôm nay thì chắc là sẽ dễ hơn. Thì có ai chưa hôm qua không tham gia thì hơi khó nè. Hàm h lookup nè, tham số đầu tiên ta để ý ở đây nè, nó là giá trị dọn tìm giống như thầy giảng lại. Và giá trị dọn tìm này là ba cái từ bên trái. Tại sao phải có ba chữ từ bên trái? Thật ra cái này là do đề người ta ghi là ba cái từ bên trái rồi nè. Cái đề người ta đọc nè, ba do ba ba cái từ bên trái của mã này là giá tra cú lên đây. Rồi phẩy. Lưu ý có thể là máy chúng ta có nhiều nhiều máy là dấu chấm phẩy, thì chúng ta đánh là dấu chấm phẩy nha. Rồi tra cú lên các bạn này. Đó, thầy chọn các bạn này. Thầy cho chọn hai dòng cũng được mà chọn hết cũng được. Nhớ là phải nhấn phím F4. Lưu ý nhấn phím F4 nó có bốn cái dấu đô la nè. Đó, thật ra giống như thầy đang giảng lại phần thắc cấp. Lấy cái giá trị dò tìm là ba cái từ bên trái này theo đề nè. Tra cú lên các bạn ở dưới đây. Rồi phải lấy hàng thứ thứ hai. Nên nhớ nha. Hàng thứ hai. Cái đề này, cái file này thì copy bên Word qua nó có vấn đề, để sửa lại luôn. Nếu mình ta lấy như vậy, chúng ta thấy nó ra chữ tin học hết luôn. Ta thấy không? Vậy đâu đúng. Do cái file này nè. Do cái này lấy thì copy. Thì ở đây chúng ta để nó đưa cái này lên đây. Hoặc là chúng ta gõ luôn. Quản lý nha. Rồi.
Rồi, chúng ta lưu ý, chúng ta đưa lên đây và chúng ta xóa cái này đi bằng cách ta đưa lên chọn ở đây nè. Chúng ta đưa lên chọn ở đây nè, chúng ta nhấn chuột phải nè. Nhấn chuột phải delete. Đó. Đó, ta nhớ là ta xóa cái dòng đi nha. Nhớ muốn xóa dòng nào nhấn chuột phải delete đây nè. Đó. Rồi, đây chúng ta thấy nó hiện ra. Đó, vậy là các bạn chúng ta nếu mà bị giống như thầy á thì chúng ta nhớ là chúng ta gõ thêm vào và chúng ta xóa cái dòng ở phía dưới đi. Rồi tiếp theo mình đọc đề tiếp nè. Đó, và là câu đầu tiên thầy hướng dẫn rồi nè. Rồi lưu ý là mình nhập ngày tháng á, thì mình phải nhập cho chính xác. Nếu mà nó nằm bên trái là nó không đúng, ngày tháng nó không đúng ha. Thì ở đây mình sẽ cộng ngày tháng. Ở đây người ta ghi là ngày kết thúc bằng ngày khai giảng cộng với số tháng ha. Thì lưu ý như vậy, trong Excel á, mấy mốt mà chúng ta đi làm á, chúng ta muốn tính kế hoạch á, thì chúng ta lưu ý là trong Excel nha, chúng ta sẽ lấy ngày tháng mà chúng ta cộng với một con số, giả sử cộng 20. Ý ở đây là nghĩa là cộng 20 ngày á. Chúng ta thấy không, ngày 14 nè, tháng 3 nè, cộng 20 ngày nó ra ngày 3 tháng 4 nè. Thấy chưa? Nhớ nha, trong Excel ghi chú luôn, cộng với một con số nghĩa là cộng số ngày. Giả sử mấy mốt mà chúng ta làm kế hoạch đi, ví dụ như kế hoạch theo tuần đi, thì như là mỗi cứ tuần là 7 ngày, chúng ta cộng 7, xong rồi tuần nữa, thì chúng ta có thể làm được cái kế hoạch bằng cách cộng ngày thôi. Nha. Ý là thầy nói như vậy là giả sử cái ngày bắt đầu của mình là vậy. Đó, mình cộng 7, đó, do ngày kế tiếp. Rồi sau đó mình lấy cái này nè, mình lại cộng 7. Đó, thì mình giả sử mình kế hoạch là theo tuần, cứ vậy là tuần đầu tiên là ngày này đi. À, tuần kế tiếp là ngày này, tuần kế tiếp là ngày này, ta thấy nó cách nhau 7 ngày không? Rồi giả sử tuần kế tiếp là ngày này, đó thì dựa vào cái việc mà cộng ngày theo kiểu như vậy á, thì mình có thể làm kế hoạch. Mấy mốt chúng ta làm việc thực tế, chúng ta hay làm kế hoạch thì người ta hay dùng cái này để cộng ngày. Rồi nhớ là trong Excel mà cộng kiểu như vậy thì nghĩa là cộng ngày. Rồi bây giờ các bạn này hỏi về cộng tháng, cộng theo đề thì cộng tháng. Thì lưu ý cộng tháng mình sẽ dùng hàm này, nhiều hàm đó. Ở đây thầy cứ chỉ những cái hàm cơ bản trước cho chúng ta đã. Thì cái hàm này là cộng tháng nha, đã ghi lại hàm này cộng tháng nè. Thì hôm trước thì thầy chỉ những cái công thức cơ bản thôi, hôm nay là những công thức này công thức mới nha. Hàm IDES này là cộng tháng đó, ngày bắt đầu nè. Giả sử ở đây chúng ta cộng số 5 á, có lẽ số 5 ý là cộng 5, hồi lấy là chúng ta cộng ngày, bây giờ như vậy là cộng tháng đó. Và là cộng như vậy nghĩa là cộng 5 tháng. Ghi lại nha, IDES này nghĩa là cái này là ngày bắt đầu nè. Cái này chính là số tháng. Chúng ta để ý, nếu chúng ta biết tiếng Anh á, chúng ta nhìn vô cái này chúng ta nhìn chúng ta cũng hiểu rồi. Rồi, xong rồi các bạn lại hỏi vậy cộng 5 cộng sao? Ví dụ như ở đây đã có số tháng rồi, chúng ta thật ra cộng 5 chúng ta nhân 12. Đó, thật ra là nhân 12 là nó tính ra được số tháng chúng ta rồi. Đó, ví dụ như cộng 5 năm. Đó, chúng ta thấy không? Ở đây là 2017 cộng 5 năm là 2022 này, thấy chưa? Rồi, nhưng mà trong đề này người ta nói gì nè? Mình cộng số tháng, nhưng mà nhớ là số tháng mình dựa vào ba ký tự bên trái của mã lớp. Mình lấy số tháng ở đây nè. Rồi vậy ở đây lưu ý như vậy, cái đề này người ta cho cộng tháng nhưng mà chúng ta không có điền. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái số tháng ở dưới đây trước nè. Đó, rồi chúng ta coi nha, thầy lấy số tháng nè bằng cách là thầy dùng hàm hlookup. Thầy lấy ba cái từ bên trái của cái này nghĩa là hàm left. Đó, chúng ta thấy là hôm qua tại sao mà thầy cứ phải chỉ chúng ta hàm left, hàm right trước là vậy á. Đó. Lấy ba cái từ bên trái nó mới trùng được cái chữ dưới đây được ha. Rồi mình sẽ chọn từ đây quên lấy rồi mình phải trước đã. Lấy ba cái từ bên trái của cái này phải nha. Chọn vô cái này F4 7 thế nha. Rồi ta để ý số tháng là số mấy nè. Chúng ta thấy ở đây là hàng 1, hàng 2, hàng 3,
hàng 4, hàng 5, đó, số tháng và lại ghi số 5. Thấy chưa? 1 2 3 4 5 đó. Rồi phải không là tiền chính xác. Cái này hôm qua thầy cũng có nói chúng ta rồi. Đó. Thì ở đây lưu ý ở đây nó chưa lấy được tháng nữa mà chúng ta để ý là nếu mà giả sử ở đây thầy chỉnh là số thì chúng ta thấy ở đây lấy ra số 3 nghĩa là lấy 3 tháng nè. Chúng ta thấy là THA nè là 3 tháng. Đúng chưa? Giả sử chúng ta kéo công thức số. Như cái THC 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 5 tháng nè, chúng ta thấy là số 5 không? Nhưng mà ở đây không phải là hiện số nha. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có thể đổi kiểu dữ liệu ở đây nè. Đổi các hiện thị kiểu dữ liệu là bấm vào đây nha. Chúng ta sẽ chuyển thành kiểu ngày tháng. Nhưng mà ở đây không phải hiện theo dạng như vậy mà chúng ta sẽ dùng thôi. Chúng ta để ý ở đây là chúng ta đã lấy được số tháng rồi nè. Cái hàm này là lấy được số tháng rồi nha. Nha. Ở đây chúng ta sẽ dùng hàm IDES. À, ngày bắt đầu nè. Số tháng chính là cái này nè. Đấy nha. Đây là số tháng. Đó. Phải không? À quên. Không có phải không. Số tháng chính là cái này. Chúng ta để ý. Chúng ta chụp kỹ lại. Cái này. Đó. Đó. Rồi chúng ta thấy là nhận được cái ngày kết thúc nè. Đó. Thì ví dụ như mấy mốt mà ai mà tính một cái khóa học giả sử 3 tháng, 4 tháng hay là 7 tháng gì đó thì người ta có thể sử dụng cái cách này để tính cái ngày kết thúc. Đó, đây là tổng số tháng. Rồi giả sử cái khóa học của chúng ta là 3 năm thì đây chúng ta nhân số 3 số 12 ha, ví dụ như ở đây là không phải tháng nữa mà ở đây là năm. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ nhân 12 nhưng mà ở đây thì không có đổi nha năm nha. Đó. Nó dựa vào cái này chúng ta có thể tính được ngày tháng năm rồi đó. Rồi vậy là thầy đã chỉ cho chúng ta ba cách là cộng ngày nè, cộng tháng và cộng năm. Cộng năm thì cái này nhân cho 12 thôi. Lưu ý cái này hàm H lớp cấp này nó sẽ lấy ba cái từ bên trái của cái mã lớp này. Nó tra cứu lên cái bảng này lấy hàng thứ 5. Hàng thứ 5 nha, H cấp là hàng nha. Rồi thầy coi. Rồi bây giờ mọi người làm cho thầy hai câu này trước. Tại vì Excel nó khó nên là thầy tí nữa, tại vì tí tới chỗ này hơi khó nữa nè. Nên là chúng ta làm thầy hai câu đó trước nha. Khoảng 5 phút thôi nha.